Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì sau đợt mưa bão vừa rồi, một số anh em ở Hải Phòng, Quảng Ninh mất điện mấy ngày liền. Thấy anh em khá vất vả. Đấy, khi mất điện không có sổi oxy cho cá. Thấy một số cái video anh em phải bơm tay khá là vất vả. Nên là mình có lên một cái video để chia sẻ với anh em về cái máy sổi tích điện của mình. Đấy, mình dùng 2 năm nay rồi. Đấy, với cái bể cầu vồng này mình dùng gần 2 năm cũng dùng cái sổi tích điện. Và cái bể này cũng cũng dùng một con y hệt như vậy cho cái bể này. Thì mình sẽ review cho anh em về con sổi này thì để anh em có thể tham khảo để có thể là nên đầu tư đến một cái sổi tích điện để phòng trong những cái trường hợp mà bị mất điện. Đấy, nhất là anh em chơi giày cá. Đấy, thì cái sổi tích điện cực kỳ quan trọng. Một cái bể cá mấy chục triệu, hàng trăm triệu, một đàn cá mấy chục triệu, đấy, mình không nên tiếc mấy trăm nghìn cho cái sổi tích điện cực kỳ cần thiết. Thì mình sẽ review cho anh em. Đây, cái sổi tích điện của mình đang sử dụng đây, cái sổi này đây. Đấy, sủi đây, Sô Sô Bô 568. Đây là cái sủi tích điện Sô Bô 568. Thì cái sủi tích điện này mình mới mua được từ khi làm bể được 4 tháng rồi. Đấy, được 4 tháng và dùng khá là ổn. Thì cái bể này, cái sủi này nó khá là to đấy. Đây, anh em thấy hơn bàn tay. Đấy, thì cái sủi này mình mua thì không nhớ, không nhầm là khoảng 700, 600 mấy hay 700 nghìn. Thì cái sủi này nó có 4 vòi. Đây, 4 vòi thì hiện nay mình đang để 3 vòi, 3 đầu ở trong ngăn ngăn bơm. Đấy, bể lọc và một một vòi mình đưa lên trên trên bể. Đấy, mình đưa lên trên bể. Đây, một vòi mình đưa lên trên bể. Thì mình giấu sau cái bộ lỗ này. Thì khi mình nhìn từ mặt trước thì sẽ không không thấy sủi đâu. Đấy, gần như không thấy sủi. Mình không thích là để cái sủi nó lộ ra ngoài, nhìn nó không được thẩm mỹ, thì mình để đằng sau. Thì trong trường hợp mất điện thì cái bơm này sẽ dừng hoạt động và sủi ở ngăn bơm thì vẫn vẫn chạy. Đấy, nhưng mà ký hiệu nó sẽ không có tác dụng đối với ngăn bơm, bởi vì lúc ấy nước không bơm được lên bể chính mà chỉ có cái sủi đầu sủi ở bên trên bể chính nó mới có tác dụng cung cấp oxy cho cá. Thì trong cái trường hợp đấy thì mình sẽ phải chuyển ba cái sủi này hoặc là hai cái sủi này lên trên bể chính. Thì cái sủi này, nó sủi tích điện này nó mấy cái ưu điểm này. Thứ nhất là khi bình thường khi có điện thì mình cắm vào ổ điện và nó sẽ dùng điện của ổ điện để cung cấp cho cái sủi này. Khi mất điện thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ dùng điện của cái pin của cái sủi này. Đấy, nó tự chuyển. Đấy, cho nên là nó hay ở cái chỗ đấy và sủi rất là mạnh và rất là êm. Đấy, anh em có thể nghe tiếng máy. Mình đang tắt hết quạt thì khá là nóng. Đấy, anh em có thể nghe được cái tiếng máy sủi khá là êm đấy. Đấy, nhà mình ban đêm khá là êm. Đấy, bốn đầu sủi và mình đang để nấc 3 nhé. Đây, nấc này nấc chế độ 3. Đấy, nó cũng bốn vạch. Bốn vạch thì đang ở cái vạch số 3. Thì đang ở nấc 3. Đấy, thì mình sẽ tăng tăng hết cỡ lên đây. Đấy, tăng hết cỡ đây. Đây là mạnh nhất. Đấy, sủi rất là mạnh. Đấy, còn trường hợp mình sẽ giảm hết cỡ nhé. Đấy, bốn nấc. Đây, hết cỡ. Thì nó vẫn còn sủi. Vẫn còn sủi khá là tốt. Đấy, đầu sủi bên trên bể vẫn sủi. Vẫn sủi khá là mạnh. Đây là cái nấc nhỏ nhất. Đấy, nấc nhỏ nhất. Nấc nhỏ nhất. Thì nó rất là êm. Đấy, vẫn vẫn rất là êm. Đấy, thì mình sẽ tăng về lại mức 3 này. Mức 2 này. Đấy, mức 3. Đấy, mức 3. Đấy, mình để mức 3 là vừa phải.
Thì đấy là nó đang chạy, đây là đang dùng điện điện từ ổ cắm. Điện từ ổ cắm bây giờ mình sẽ rút cái nguồn ra. Đây cái dây nguồn nó đằng sau đây. Mình sẽ rút cái dây nguồn ra để anh em xem nó chạy chế độ pin này. Đấy, đây mình ra rút dây nguồn ra rồi. Đấy, và nó chạy là chế độ pin. Đấy, thì đây nó hiện luôn, nó hiện bốn vạch, đây là vạch pin đang đầy. Đấy, vạch pin đang đầy. Đấy, thì nó đang chạy chế độ pin vẫn là mạnh. Và cái chế độ pin này theo nhà sản xuất ấy thì là nếu để cái chế độ chạy liên tục này thì nó sẽ tích điện và nó sẽ chạy được khoảng từ 20 đến 40 giờ. Tùy vào cái chế độ mình để nấc mấy. Đấy, từ 20 đến 40 giờ. Đấy là theo thông số của nhà sản xuất. Còn trường hợp mình để cái chế độ chạy chạy một lúc xong nghỉ, đây mình sẽ để cái chế độ chạy một lúc xong nghỉ. Đấy. Nó sẽ chạy một lúc xong nó lại dừng lại. Thì nó sẽ chạy được 120 tiếng. Đấy là theo cái đấy, nó lại nghỉ, nghỉ một lúc xong nó lại chạy. Thì theo cái chế độ này ấy, thì nhà sản xuất là nó sẽ chạy được khoảng 120 giờ. Đấy, lại chạy tiếp. Thì với cái chế độ này thì được 120 giờ. Thực ra nhà mình thì cũng chưa mất điện bao giờ. Vì nhà mình ở cái khu vực Ninh Bình của mình thì mình ở cái nhà cái khu vực sản xuất kinh doanh, đường 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 điện ưu tiên. Đường điện 3 pha cho nên là gần như không mất điện bao giờ. Nếu mà có mất thì chủ yếu mất để sửa chữa trong một thời gian rất là ngắn. Cho nên là cái bộ sủi này cũng chưa phải dùng để tích điện trong một thời gian dài như nào. Đấy. Thì đây là theo thông số nhà sản xuất là như vậy. Nếu mà chạy liên tục thì nó sẽ chạy từ 20 đến 40 tiếng. Tùy vào cái nấc của chúng ta dùng, còn nếu để chế độ chạy như này, chạy một lúc xong dừng xong lại chạy thì được 120 tiếng. Anh em có thể search trên Google đấy, sủi Sobo 568. Thì với cái sủi này nó có khá là có mấy mã. Mã này là có 4 vòi. Với cái mã 248 thì là nó có 2 vòi. À 1 vòi. Đấy, mã 2468 thì là 2 vòi. Đấy, còn 568 thì là 4 vòi. Thì mình mua cái này thực ra giá nó chênh nhau không nhiều, nhưng mà với cái sủi như này thì mình nên mua cái con 568. Với cái bể to mà bể nuôi nhiều cá thì mình nên mua con 568 này mình dùng. Đấy, thì mình sẽ để chuyển sang cái chế độ chạy liên tục nhé. Đây là chế độ tắt hẳn này. Đấy, còn đây là chế độ chạy liên tục. Thì nó mới chạy liên tục này thì được khoảng 20 đến 40 tiếng. Đấy. Thì nếu mà mất điện trong thời gian dài thì anh em nên để chế độ chạy một lúc xong dừng. Thì 120 tiếng thì có thể như mà anh em Hải Phòng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh vừa rồi mất điện khoảng 3-4 ngày thì chắc thoải mái, thì nó vẫn chạy được. Đấy, cái này là 4 vòi. Thì khi mất điện thì mình sẽ phải đưa, nếu mất điện thời gian dài thì mình sẽ phải đưa 4 đầu lên trên bể lọc. Còn hiện nay thì mình để 3 vòi trên dưới dưới bể lọc và 1 vòi trên bể chính. Mất điện thì phải đưa cả 4 vòi lên bể chính. Thì đấy là đối với cái bể mới này của mình. Đấy, cái sủi này là được dùng 4 tháng. Còn cái bể này thì cái sủi này được gần 2 năm rồi. Rất là bền và vẫn rất là khỏe, không có dấu hiệu yếu. Đây. Cũng cái sủi Sobo 568 y hệt vậy. Cũng 4 vòi. Thì khác là đối với bể này thì mình để 2 vòi dưới ngăn bơm. 2 vòi dưới ngăn bơm và 2 vòi ở trên bể chính. Bởi vì cái bể này cái lượng cá và lượng cây nhiều hơn. Đấy, cho nên là mình để 2 vòi ở trên cái bể chính. Đấy, và cũng giấu đằng sau khúc lỗ này. Thì nhìn ở phía trước này sẽ không bị lộ. Không bị lộ đầu sủi và dây sủi. Mình không thích để lộ cái dây sủi ở trong bể, nhìn nó không thẩm mỹ. Đấy, mình giấu đằng sau khúc lỗ. Thì cái sủi này y hệt luôn, cũng 568. 568. Và có 2 vòi dưới ngăn bơm và 2 vòi trên bể chính. Còn bể bên kia là 3 vòi bể ngăn bơm và 1 vòi bể chính. Vì bể bên kia thì cái lượng cá nó ít hơn. Đấy. Và lượng cây ít hơn. Đấy, thì mình chia sẻ với anh em con sủi Sobo này mà mình dùng 2 năm thì con
Con sủi này rất là bền, êm và rất là khỏe. Đấy. Anh em có thể tham khảo, có rất nhiều những cái mã sủi tích điện nhưng mà mình dùng con này thấy khá là ổn, thì mình có gì review cho anh em, anh em có thể tham khảo. Đấy. Thì mình nên đầu tư một cái sủi tích điện. Trong cái trường hợp mà mình nuôi dầy cá thì nên đầu tư. Đấy, trong trường hợp mất điện do sự cố thì nó có cái sủi tích điện thì nó cũng đảm bảo an toàn. Còn bình thường mình cũng nên có sủi để cho vi sinh, nó tốt cho vi sinh. Đấy. Thì cái như cái sủi ở dưới ngăn bơm này chủ yếu là nó cung cấp oxy hòa tan cho vi sinh ở dưới vật liệu lọc và vi sinh ở trên bể. Đấy, thì mình có chia sẻ với anh em về cái sủi tích điện Sobo 568. Nó có mấy mã, 268 rồi là 368, 468. À 458. À 468 đúng rồi, 468. Đấy, thì nó có một vòi, hai vòi và bốn vòi. Đấy, thì tùy anh em vào cái kích thước bể và cái lượng mật độ cá thì mình lựa chọn cái sủi nào cho nó phù hợp. Thì mình có review và mình không bán nhá. Mình chia sẻ kinh nghiệm thôi chứ mình không bán. Không kinh doanh thì không, anh em lại bảo là review để bán hàng. Mình review để chia sẻ thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em vượt qua mưa bão an toàn, cả người và cá. Xin chào anh em.